đi tham quan những cái trang trại của người nông dân Thụy Sĩ nha. Đẹp chưa? Để vòng vòng. Ôi bông đẹp quá chừng luôn. Cái bò bông. Chạy xe đạp. Đi lại coi bí nha mọi người ơi. Đây là ở nông thôn Thụy Sĩ nha cả nhà ơi. Cái nhà xa xa trồng bông đẹp quá à. Anh thích mấy cái nhà mà trồng bông cửa sổ như vậy nè. Đẹp cực kỳ. Như có mấy cục này là cục cỏ cho bò ăn nè. Bò quá cho nhiều luôn nè. Cái bao hành hố. Em vô nha. Nhà ơi. Ở đây người ta bán bí nhiều lắm nè. Vô đây mọi người cùng xem bí của em nha. Bí đâm nhiều loại bí. Ủa sao vậy, kẹt đó rồi. Bán sắp hết rồi, le rồi. Ôi trái bự. Mấy trái là bí chưng rồi. Bí chưng đừng mua. Đâu ăn được đâu. Trời ơi, chị cũng chưng ra. Chưng ở trong tiệm hả? Ok. Rồi có bán cà thố phân nè mọi người, ông bọc về 6 đồng nha. Một bò bao 6 đồng nè. Bao 6 đồng, 4 kg. Nãy mua 2 bao đó 5 đồng. Rồi, cũng 3 kg hả? Thôi. Ở trái bí nó bự. Quá trời rồi, bí này ăn được không ta? Nãy mua 1 ký hả? À. 1 ký là 5 đồng. Ta vô tiệm. Mua đi cho anh ăn. Đều anh đều. Nó không có rửa. Rồi mua bao ha. Bao 6 đồng. Bí này bí gì tên gì phén phén trip gì nè. Ôi nhiều quá, bị bự bự không à, đóng đóng luôn. Trái 2 đồng, ủa này rẻ vậy đó. Còn trái bự này 12 đồng trái nè, chục đồng nha, 20 đồng, 5 đồng. Cái này gọt làm Halloween. Quá trời luôn. Ở chú biết vừa quá trời luôn chưa. Trái này nè, mày dẻo nè chưa, phải không? Maroni phải không? Phải hả? Không hả? Maroni nó mới ngon nha. Ủa nè, cái này bự khủng hoảng luôn à. Rồi, rồi bí nè. Ôi trời, sách bọc luôn à. Mua mấy trái, mình có mua vài, mua hai, mua trái hai trái ăn. Ồ, có trái nó bự nè. Khủng khiếp. Bí này thì ăn bình thường nè. Bí giống cái đu đủ dễ thương. Bí này giống cái đu đủ ha. Cái tim giống cái tim nè. Bí maroni. Em đâu rồi? À đây nè. Phải không? Nhảy cũng biết chút. Nhảy nó nằm nó ngon nè.
Trái bự bự, mua trái bự bự ấy. Lỡ trái bự bự. Brun and hop. Nó xấu dạ màng già đó nè. Những cái trái bí này cái da nó em nổi cục luôn á chị. Nhưng mà sao nó không có trái nhỏ, nếu có trái nhỏ chứ mình chịu mua lấy trái nhỏ. Không có. Trái này giống như là hạt hạt đậu nút gì đó, hạt đậu gì đó. Đậu gì quên tên, không biết đậu gì luôn. Hello hello cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video của em nha. Nay dắt cả nhà mình đi vô nông trại của nghệ sĩ nha. Để em vô đây em coi em bán cái gì, để em mua bí rồi đó. Bây giờ đi vô coi có bông gì đẹp đẹp không. Đi với em nha. Ờ đó. Khu vực này ở vô đó chơi đi mấy đứa. Cái này có máy cày đồ ha, dụng cụ làm việc của người nông dân. Ở nhà bên đây mấy người nông dân ở đây giàu lắm, mọi người ta có đất nè. Mà có trang trại đâu. Ủa không cho chơi. Ờ. Ở đây cũng có kho đựng. Trong này có kho đựng bí nữa nè. Private mà đâu cho đậu đâu. Bông quá chừng luôn nè. Để vô đây, để vô đi bộ vô đây mấy đứa, đi bộ vô đây chơi. Ồ. Bông đẹp quá không, đi thẳng vô đó kìa chị bọn đó. Ồ cái vườn, cái vườn. Đi con bò ngựa đi. Yeah. Có bò có ngựa. Ồ bông đẹp quá cả nhà ha. Hello hello. Hello hello. Hello cả nhà đó, hai chồng đi đi trời nắng đẹp mà đi mua bí rồi đi dạo nè. Đi dạo. À, cả nhà đi theo em coi ta trồng ngựa. Trồng xà lách, trồng rau, trồng bông đồ nha. Ở cái đường ha, hàng cây đẹp không? Mến chào cả nhà nha. Đó. Ở đây là người ta cái khu vực nông thôn người ta nó ru à. Trời đi đâu mà chơi lũi chứ trên đường không chạy đi chạy đâu vậy trời. Bí. Ô trời bí nó dục nè. Lụm bí không mọi người, lụm bí lụm bí. Lụm bí lụm bí. Ô bí nó dục nè không? Dục nè. Xanh lái xe đi. Cái ba con bò nè, bự bự không nè. Giờ bí nó trồng xong ta cài lên hết rồi. Đất ta cài ra trồng cái gì nữa nó không biết nào. À, hai chồng em giờ cuối tuần mà trời nắng đẹp đi dạo nè, mà cái nhà đi dạo nha. Ngắm bò không? Ngắm bò kìa. Bò này nó bự cả tấn luôn á. Ê không, cái vú nó. Cái gì? Cái gì? Cái vú của nó. Cái này là uống cả ngày cả bao nhiêu lít sữa. Uống là đo luôn á. Đi anh ơi. Trời ơi, nó nhẫn nhơ kìa. Đi qua đây coi ngựa cái nhà ơi. Đây coi ngựa nha. Chặng đường này đi mấy đứa nhỏ đi xe đạp sướng. Ôi đứa này dữ lắm. Ác tung. Ôi trời ơi. Nhà cái nhà cho chị em coi nè con ngựa nè. Ngựa bự bự không đâu rồi, ngựa đâu rồi, chỉ đâu tiêu. Ngựa nè đó. Mình đi vô khu vực này vui lắm mọi người. Con nít nó đi không có xe mà là được ngắm mấy con ngựa, con này con kia nữa. Mấy con bò mấy ngựa đấy sung sướng mùa này hả, bây giờ sắp sửa lạnh rồi cho nên nó còn cỏ thì giờ nó cũng vàng vàng rồi, chưa không có ngon bằng mùa hè. Mùa hè là cỏ xanh ươm á, mấy ảnh ăn hả xong rồi nằm thưởng thức rồi kêu bằng kỳ ní xình là sao ta, kỳ ní xình là thưởng thức đúng rồi, nằm thưởng thức nhâm nhi. À đi vòng vòng à. Ê không đi nữa hả, đi nữa đi cho nó đi kiếm bò. Bò này ta nuôi ta lấy sữa đó. À, bò này lấy sữa nè. Thấy không? Mập. Em ơi kìa cái cọng dây điện nó sợ cọng dây điện lắm luôn. Đâu coi cái túi sữa của nó kìa. Cái túi sữa này ngày cho cả
cả 5-6 lít rồi là nhiều 20 lít đó. Đây nữa nè, đây nữa không, đây nữa hả? 50 thùn. Đi tới 50 thùn. Này dân chúng đi bộ nè. Mới vừa phát hiện chỗ này có mấy chỗ này thích đi, giờ mấy con ngựa với con. Mấy chỗ kia đi hoài. Đi hoài biết rồi. Ở sướng ha. Thoải mái dễ sợ. Ê mua nhà gì ở nè, trúng số rồi mua nhà ở nha. Đó. Đợi đi, trúng số million nè. Con ngựa bự quá trời luôn kìa, cái sao thấy ngựa không? Phẹt kìa. Phẹt. Phẹt. Wow. Khu vực này nhà đẹp ha. Đi thẳng. Oh yeah. Hello ngựa. Hello. Ngựa. Đừng đụng nha. Đừng có đụng dây dây đó, giật đó. Có giật không? Hồi nãy Christian đụng rõ cái gì vô. Ừ. Mình cái sớm của em đi chơi, nó đi bộ nè. Hả? Bên kia bò quá trời bò luôn. Bây giờ đem vô cái ba nhà gì trang trại. Ô, chỗ này người ta cởi ngựa nè. Chỗ này người ta tập cởi ngựa nè. Sân tập cởi ngựa. Là mấy cái xe này đi sân. Xe này là xe chở ngựa. Anh đi vòng vô đây coi. Chắc mọi nhà bao nhà nông dân đi sĩ giàu không? Cái nhà gì già vậy chứ là hoành tráng lắm đó. Cái này là nông dân triệu phú nè, chứ không phải dẫn chơi đâu nha quý vị. Cái nhà gỗ đơn giản chứ tiền không đó nha. Đất cũng rộng nè. Đất tất vàng ở Thị Sĩ mà nhà vậy thôi trúng mánh rồi. Rồi sau đây em xin mời cả nhà mình cùng gia đình em đi xuống thôn nha. Đây là em ở trước cổ slot xa đầu ở thôn nè. Bye. Còn nhóc chỗ luôn kìa. Ủa chạy đường kia mà đâu đường này đâu. Đâu hả? Thang nè. Em giờ em đang ở hồ thôn đây nè cả nhà ơi. Hello mọi người nha. Ai không có phim ở sau này nói lên là cái lâu đài nha, nó xa đầu. Lâu đài xa đầu đi đó, hồ đẹp không? Ôi tao xế gần đó, xế gần xíu. Trời mấy cây này đẹp quá, mọi người đi chơi với em nha, cảnh đẹp quá chừng luôn nè.
cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video nha. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.